Xin chào anh em, trên tay mình đang là Samsung Galaxy A90 5G, chiếc máy thuộc phân khúc cận cao cấp và có thể nói là tiệm cận nhất với những chiếc máy thuộc dòng cao cấp của Samsung. Và trong clip này mình sẽ chia sẻ cho anh em những cái điểm đặc biệt của chiếc máy này. Chiếc máy này mình mượn của các bạn ở cửa hàng XT Mobile và mình xin cảm ơn các bạn đó đã cho mình mượn máy để trên tay cho em xem. Rồi thì đây là bên trong của máy và kỹ thuật thì mình đã mở ra rồi. Mình đóng lại cho anh em xem là bên trong nó có cái gì thôi. Và bên cạnh máy thì chúng ta sẽ có những cái trang bị khá là phổ biến của những chiếc máy Samsung. Ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái cục sạc với cái công suất tối đa lên tới 18W đi kèm với lại chiếc máy này. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái bộ cáp sạc cũng như là một cái tai nghe AKG, và tai nghe AKG phiên bản này đẹp quá. Màu đen và nó phù hợp với lại chiếc máy. Xưa giờ cái dòng A của Samsung Galaxy luôn là một cái dòng điện thoại đặc biệt vì nó là cái dòng điện thoại mà nó là cái cầu nối giữa những cái điện thoại ở phân khúc phổ thông với những cái chiếc máy ở phân khúc cao cấp như là dòng S hay là dòng Note. Samsung Galaxy A90 5G này gần như là cái chiếc máy tiệm cận nhất và tất nhiên thì nó sẽ thừa hưởng được rất là nhiều những cái đặc tính cao cấp ở trên những cái chiếc máy khác, thí dụ như là có màn hình đẹp nè, rồi có thiết kế cũng đẹp và đặc biệt là nó có thêm tính năng 5G nữa. Và bên cạnh đó thì nó cũng có con chip Snapdragon 855 gần như là một trong những con chip mà có thể nói là mạnh nhất ở thời điểm hiện tại, tất nhiên là sẽ thua một chút so với lại những con 855 Plus, nhưng mà cái chênh lệch đó mình nghĩ là không quan trọng. Thì đây là cái mặt lưng của chiếc Galaxy A90 5G này và anh em có thể thấy là chúng ta có một cách phối màu cực kỳ độc đáo luôn, và đã lâu rồi mình mới thấy một chiếc máy mà có cách phối màu như là cái cách thiết kế mặt lưng có thể nói là ấn tượng như vậy. Và chúng ta sẽ có những cái đường cắt geometric khá là mạnh mẽ ở đây và nó chia máy ra thành 4 phần khác nhau và tất nhiên nó cũng không đối xứng mà nó sẽ bị lệch về bên phải một chút xíu và cho cảm giác rất là dễ chịu luôn, giống như là có một cái dải gì đó ở bên đây vậy. Và với những cái góc nhìn khác nhau và những cái hiệu ứng ánh sáng khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái màu sắc khác nhau rất là đẹp. Và cái phiên bản mình mượn được ở đây là phiên bản màu đen. Ngoài ra thì nó sẽ có phiên bản màu trắng ngọc trai nữa và cũng với cái thiết kế như thế này. Thì với hai màu sắc này cùng với cái thiết kế này thì mình thấy là nó vẫn đảm bảo được cái sự trung lập trong màu sắc cũng như là cái sự tinh tế và cả cái sự hiện đại nữa. Nói chung là mình cực kỳ thích cái mặt lưng này luôn. Tất nhiên là nó cũng vẫn sẽ là một cái mặt lưng sáng bóng và nó cũng sẽ tương đối bị dễ bóp vân tay. Dù vậy thì cái cảm giác cầm nó khá là dễ chịu. Hai bên cạnh hông nó cũng được hơi vác nhẹ ra một chút xíu và nó sẽ cong lên khá là nhiều với lại cái phần viền ở xung quanh. Và vì vậy thì khi mà chúng ta cầm vào thì nó sẽ hơi có cảm giác là nó gờ gờ lên một chút xíu. Tuy nhiên thì nó vẫn cho cái cảm giác gì đó cực kỳ chắc chắn bởi vì cái khung viền nó vẫn là một cái khung viền kim loại khá là cứng và nó khá là đồng màu với lại cái màu sắc tổng thể của máy. Ở cạnh sau thì chúng ta sẽ có một cụm ba cái camera như thế này với lại ba cái khẩu độ khác nhau. Mình sẽ chia sẻ với nó sau, cũng như là một cái đèn flash dual tone ở bên dưới cụm camera. Cái cụm phím thì nó sẽ được tập trung toàn bộ ở cái cạnh bên phải của máy và chúng ta sẽ có phím tăng giảm âm lượng ở đây, cũng như là phím tắt mở màn hình ở đây, và nó gợi nhớ lại cho mình rất là nhiều về cái chiếc Samsung Galaxy Note 10 hay là Note 10 Plus cũng tập trung toàn bộ những cái phím khác ở cùng một bên cạnh và còn lại là không có gì cả, thì nó sẽ thuận tiện và nó tối giản hơn rất là nhiều. Đặc biệt là đối với những bạn nào mà thích xài điện thoại cầm một tay và bấm nó lên bằng một ngón tay như thế này thì nó sẽ rất là dễ. Và như em thấy đó thì ở trên màn hình chúng ta cũng sẽ có cảm biến vân tay để chúng ta mở ra. Ở mặt trước thì chúng ta sẽ có một màn hình Full HD cộng kích thước là 6.7 inch, màn hình Super AMOLED, và Samsung họ vẫn sử dụng cái thiết kế màn hình là U Infinity, chính là một cái giỏ nước ở phía trên đây để chứa cái camera selfie ở phía trước. Và dù chỉ là một cái màn hình Full HD cộng thôi chứ không phải màn hình 2K hay là 4K gì hết, nhưng mà họ đã có rất là nhiều kinh nghiệm trong việc tạo ra những cái màn hình Super AMOLED như thế này. Và anh em thấy đó, hình ảnh cái màu sắc thì nó khá là dễ chịu, nó không có quá gắt hay là nó không có quá nhức mắt, nhưng mà nó tạo ra một cái màu sắc khá là cân bằng và khá là dễ chịu. Với cái chiếc Samsung Galaxy A90 5G này cái màn hình lớn như thế này và với cái thiết kế tổng thể của máy thì cảm giác cầm lên tay khá là đầm tay, mặc dù là trọng lượng lên tới là 200g. Tuy nhiên thì nó chỉ hơi nặng một chút xíu thôi chứ nó không quá nặng, và mình nghĩ là vẫn có thể sử dụng trong một thời gian khá là dài bằng một tay hoặc là hai tay gì đó mà không có cảm giác khó chịu. Về cấu hình thì chúng ta sẽ có cái con chip Snapdragon 855 cũng như là cái tỷ trọng 6 hay là 8GB và cái bộ nhớ trong là 128GB. Và đặc biệt thì chúng ta sẽ có một cái dung lượng pin lên tới là 4500mAh. Đó thật sự là một cái dung lượng pin cực kỳ lớn đối với một chiếc điện thoại, và mình nghĩ thì kỳ vọng về cái thời lượng sử dụng pin của nó cũng khá là dài.
Về camera thì chúng ta sẽ có hai cái ống kính chính, là một cái ống kính bình thường 48 megapixel và một cái ống kính siêu rộng đó. Và chúng ta sẽ có thể chuyển lại giữa hai camera như thế này. Cái ống kính thứ ba sẽ là một cái ống kính để đo chiều sâu và phục vụ những cái tính năng AR hoặc là những cái tính năng chụp ảnh bó trực chậm xóa phông này nọ. Về mặt giao diện chụp ảnh thì chúng ta vẫn sẽ có những cái tính năng cực kỳ cơ bản của những chiếc máy Samsung từ trước giờ. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có những cái tính năng mà trước đây chỉ có trên những cái dòng máy cao cấp thôi, thí dụ như là chế độ quay video lấy nét động nè, rồi những cái chế độ chụp ảnh chậm hoặc là chế độ chụp ảnh siêu chậm này đó. Thì cái này bọn mình sẽ đi chụp và đi quay và gửi tới anh em những cái trải nghiệm về nó sau. Một trong những điểm đặc biệt khác khiến cho cái chiếc máy này nó trở nên tiệm cận hơn rất là nhiều so với những cái chiếc máy thuộc dòng A khác, chính là cái việc mà chúng ta sẽ có kết nối 5G. Và bằng việc này thì mình nghĩ là cái dòng đời của chiếc máy này nó sẽ kéo dài hơn khá lâu nữa, đặc biệt là trong cái bối cảnh đó mà cái mạng 5G vẫn còn đang chớm nở như thế này, và nó sẽ trở thành một cái gì đó, một sự cách mạng ở trong tương lai. Cơ bản là vậy, đó cũng là những gì mà mình muốn chia sẻ với anh em về cái chiếc Samsung Galaxy A90 5G này. Những trải nghiệm chi tiết hơn về camera, về pin của nó thì bọn mình sẽ gửi tới anh em sau. Còn bây giờ thì mình là Minh Đức đến từ diễn đàn tinh tế.vn. Hẹn gặp lại anh em ở những video khác.